Bỏ ra. Bỏ ra. Em ơi, em gái ơi, chơi với chị đi. Dừng, đứng im. Về ngay cho tôi. Đi. Giai điệu của thiên sứ, tập 2. Anh Hoa, tôi không biết cô điên thật hay giả, nhưng thời gian không nhiều, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi là một thám tử. Nghệ sĩ Dương Cầm số 399 hẹn gặp tôi ở đây. Không ngờ thứ tôi đợi được lại là một thi thể. Dấu vết trên lòng bàn tay của thi thể đã dẫn tôi đến gặp cô. Vậy nên cô có điều gì muốn nói với tôi không? Tôi là một kẻ điên. Anh sẽ tin lời nói của một kẻ điên sao? Tôi đã không còn đường nào để đi nữa rồi. Nhưng sao tôi tin anh được? Nhưng anh không phải là một kẻ điên. Nếu muốn chứng minh anh không phải kẻ điên, hãy giúp tôi một việc. Cô nói đi. Anh nói số 399 chết rồi. Đúng. Bọn họ sẽ chôn thi thể ở bãi đất hoang sau núi. Vậy thì sao? Anh hãy giúp tôi tìm thi thể và mang về đây. Ngón tay út. Giờ anh thấy tôi có phải kẻ điên không? Cô muốn lấy thứ này, chắc chắn có lý do của cô. Nhưng tôi đã thử rồi, tôi không thể ra khỏi đây được. Anh không ra ngoài được, nhưng ra sau núi thì không khó vậy đâu. Tôi sẽ thử. Lấy được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết nguyên nhân tử vong của nghệ sĩ Dương Cầm và bí mật của nơi này. Nói chuyện xong chưa? Y tá thay ca sắp đến rồi. Tôi sẽ đến tìm cô sớm thôi. Nhanh lên. Số 414, tôi cảnh cáo anh, đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi giúp anh. Đừng lấy cái đó ra đe dọa tôi nữa. Tại sao anh Hoa lại bị nhốt ở khu bệnh nặng? Bởi vì khi cô ta phát điên thì rất đáng sợ. Nửa tháng trước, vô duyên vô cớ cắn đứt ngón út của một bệnh nhân nữ. Ngón út? Đúng vậy. Tại sao? Không có bệnh thì sẽ không đến đây đâu. Tôi phát hiện ra một việc rất kỳ lạ. Tại sao ở đây không có camera? Viện trưởng nói phải bảo vệ sự riêng tư của bệnh nhân. Số 414, anh quan tâm nhiều chuyện thật đấy. Vào đi, nhanh lên. Đưa thẻ phòng cho tôi. Không ngờ viện điều dưỡng thiên sứ các cô lại nhiều bí mật như vậy. Thôi tôi không trách anh. May mà yêu cầu của anh không gây ra quá nhiều rắc rối cho tôi. Vậy giờ cô còn thấy tôi giống bệnh nhân nữa không? Trong anh đúng là không giống thật. Nhưng phần lớn bệnh nhân ở đây nếu không phát bệnh thì đều không nhìn ra đâu. Số 414, liệu anh có phát điên không? Thật ra nếu anh đưa ra yêu cầu khác với tôi thì tôi cũng có thể đồng ý đấy. Đúng là cô rất quyến rũ. Nhưng hôm nay tôi chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Giúp tôi thêm một việc nữa được không? Đổi ý rồi à? Lấy cho tôi một chiếc đèn pin. Tại sao tôi phải giúp anh? Tôi sẽ cảm ơn cô đàng hoàng. Được.
Nửa tháng trước, vô duyên vô cớ cắn đứt ngón tay út của một bệnh nhân nữ, mang về đây, ngón tay út. Không được gây thêm rắc rối cho tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Được rồi, nửa tiếng của hôm nay có thể bắt đầu rồi. Tôi vẫn muốn nghe chuyện của anh Hoa. Tôi tưởng anh đến tìm tôi để nói về chuyện của anh. Chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng tôi cần giải quyết vấn đề của anh. Vấn đề tâm lý của anh ấy. Tâm lý tôi không có vấn đề gì cả. Ai cũng có vấn đề tâm lý cả. Hay là thế này đi, anh tìm những chuyện có ấn tượng sâu sắc nhất trong trí nhớ của anh, rồi tôi sẽ kể một câu chuyện của anh Hoa để trao đổi. Hôm nay chúng ta có một tiếng. Anh rất thích nghe kể chuyện đúng không? Tôi chỉ thích con người thôi. Nói thật thì tôi đang viết một bộ tiểu thuyết bán tự truyện. Chính là quyển sổ ngày nào tôi cũng cầm đây. Nội dung kể về viện điều dưỡng thiên sứ. Tên sách tôi cũng nghĩ xong rồi, là Thiên Thần Gãy Cánh. Anh thấy thế nào? Được. Câu chuyện khó quên nhất với tôi, loại nước hoa này tên là Yêu Từ Cái Nhìn Đầu Tiên. Tôi tin rằng yêu từ cái nhìn đầu tiên thường bắt đầu từ mùi hương. Có một số loài thực vật trời sinh đã có thể nở ra những bông hoa rất đẹp, nhưng lại không bao giờ kết quả. Loài hoa này gọi là hoa đực. Bí mật là kho báu của một người. Một khi bị tiết lộ thì sẽ trở thành một tảng đá. Anh thấy câu chuyện này thế nào? Rất đáng thương. Tôi không nói anh, mà là nói bản thân tôi. Chẳng sợ anh cười chê, tôi từng tuổi này rồi mà chưa từng trải qua mối tình đầy rung động như vậy. Có phải đáng buồn lắm không? Được rồi, đến câu chuyện của anh Hoa. Anh Hoa cũng là một trong những nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi. Có rất nhiều chuyện không phải chính miệng cô ấy nói cho tôi biết, mà đều là thông qua bệnh án của cô ấy và điều tra xã hội của tôi. Thật ra ngày mà anh Hoa được đưa đến đây là vì cô ấy đã cắn đứt ngón tay út của bố dượng mình. Câu chuyện bắt đầu theo cách cổ trích. Một người quá phụ dẫn theo con gái của mình tái hôn với một người giàu có. Một năm sau, mẹ của anh Hoa chết vì đuối nước. Tất cả mọi người đều cho rằng bố dượng mới là hung thủ thực sự. Sau đó, không biết cuộc sống của anh Hoa thế nào, nhưng trạng thái tinh thần chắc chắn không tốt. Năm đó, cô ấy còn sinh con. Hôm đó chuyện xảy ra rất đột ngột. Sau đó anh Hoa đã bị bố dượng đưa đến đây, nhốt 3 năm liền. Nhưng điều đáng buồn nhất là con của cô ấy đã chết non. Thật ra mỗi người ở đây đều có những câu chuyện đau lòng. Viện điều dưỡng thiên sứ, chiến trường khốc liệt của nhân gian. Anh có biết anh Hoa từng tấn công một bệnh nhân, hơn nữa còn cắn đứt ngón tay út của người ta không? Tôi biết. Bệnh nhân số 321. 3 ngày sau khi chuyện đó xảy ra, bệnh nhân đó đã xuất viện. Xuất viện. Thảo nào tôi không tìm được bệnh nhân có đặc điểm như thế trong viện. Lâm Mặc, hết thời gian của hôm nay rồi, nhưng tôi thực sự rất vui vì đã trò chuyện với anh. Rất mong chờ lần gặp mặt sau. Vậy lần sau anh muốn nghe chuyện của ai? Viện trưởng Đạt Minh, y tá trưởng Bành Tây. Vẫn y như cũ, đổi bằng câu chuyện của anh. Được. Bác sĩ An Tụng, tôi càng ngày mong chờ tác phẩm này của anh đấy. Cảm ơn anh Lâm Mặc. Không, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Ở nơi này chỉ có anh không xem tôi là bệnh nhân.
Anh có biết anh Hoa từng tấn công một bệnh nhân, hơn nữa còn cắn đứt ngón út của người ta không? Bệnh nhân số 321. Ba ngày sau khi chuyện đó xảy ra, bệnh nhân đó đã xuất viện. Anh bảo số 399 chết rồi, họ sẽ chôn thi thể ở bãi đất hoang sau núi. Ai thế? Ai thế? Đứng lại! Đứng lại, đừng chạy! Đuổi theo! Đuổi theo! Đứng lại! Đứng lại, không được chạy! Mau! Đừng chạy! Đứng lại! Đứng lại! Đuổi theo! Đứng lại! Đừng chạy! Đứng lại! Không được chạy! Số 414, anh không ngủ à? Tôi từng cảnh cáo anh rồi, đừng có ngang bướng rồi mà. Đợi anh tỉnh lại thì nói cho tôi biết anh tới nghĩa địa làm gì nhé. Còn nữa, ai đưa đèn pin cho anh thế? Số 321. Thi thể của số 321 ở nghĩa địa. Số 321. Số 321. Số 321. Cậu thảm quá. Một đám bệnh nhân không có địa vị xã hội, không ai quan tâm tới sự sống chết, là con mồi béo bở nhất trong mắt những tên tội phạm. Một dây chuyền buôn lậu bộ phận cơ thể người được chia đẩy với danh nghĩa bệnh viện tâm thần. Đây chính là vụ án lớn mà ông muốn điều tra, đúng không? Dù cậu có biết tất cả thì cũng có cách gì đâu. Người khác không vào được, còn cậu thì không ra được. Còn nữa, còn hung thủ thực sự, hung thủ thực sự là ai? Có lẽ anh Hoa có thể cho tôi câu trả lời. Cậu ngủ thêm chút nữa đi, không ngủ sẽ chết đấy. Người tiếp theo. Xin chào. Xin chào, tôi muốn thăm số 414. Vâng, cô đợi chút. Có người muốn thăm số 414. Vâng. Được. Xin lỗi, bệnh nhân số 414 hôm nay không tiện thăm nom. Tại sao? Bệnh nhân đang được điều trị, anh ấy từ chối cô tới thăm. Các cô nói anh ấy từ chối là từ chối chắc. Xin lỗi, người tiếp theo. Mời cô về cho. Vậy đưa cái này cho anh ấy được không? Xin lỗi, chuyện này không phù hợp với quy định của chúng tôi. Xin chào, cho hỏi có thể giúp gì được anh? Tôi muốn thăm số 238. Vâng, anh đợi chút. Có người muốn thăm bệnh nhân số 238. Vâng, anh điền thông tin bên này. Được.
Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi. Tôi ngủ bao lâu rồi? Tầm 16 tiếng. Có phải anh đói rồi không? A Nhã, cô đi lấy ít đồ ăn cho số 414 đi. Được. Mong là tôi không gây phiền phức gì cho cô. Tôi không hiểu rốt cuộc anh muốn làm gì nữa. Nửa tháng trước, người bị anh Hoa cắn đứt ngón út, quấy đã xuất viện rồi. Đồng thời thủ tục xuất viện cũng không hề có vấn đề gì. Tôi khuyên anh nói cho bản thân mình thì hơn. Nam Hy, cô ở đây lâu như vậy, không xảy ra chuyện gì kỳ lạ sao? Rốt cuộc anh muốn nói gì? Bệnh nhân mà các cô cho rằng đã tự sát, số 399. Trước ngày ông ta tự sát, đúng là đã có một chuyện kỳ lạ xảy ra. Chuyện kỳ lạ gì? Bệnh viện chúng tôi cấm bệnh nhân tùy tiện liên lạc với thế giới bên ngoài. Điện thoại nội bộ của bệnh viện cũng chỉ có vài văn phòng mới có. Hôm đó là sáng thứ ba, chúng tôi đang họp thì y tá trực ban bỗng nhiên chạy tới, nói số 399 mất tích. Sao lại mất tích? Đi tìm. Rồi chúng tôi tìm anh ấy khắp nơi. Bên đó. Điều kỳ lạ là chúng tôi lại tìm thấy số 399 ở văn phòng viện trưởng. 399, ở đây làm gì đấy? Là vi phạm kỷ luật rồi. Si à? Gia gia di gia. Vô. Di gia gia di. Gia la di gia. Dẫn đi. Vâng. Vậy nên vấn đề là số 399 chạy lên tầng 3 kiểu gì? Ông ấy mở cửa văn phòng viện trưởng bằng cách nào? Giúp tôi thêm một chuyện. Không, tôi buộc phải gặp anh Hoa một lần. Tôi thực sự không thể giúp anh được nữa. Cô tin tôi đi. Tôi đánh giá án thật mà. Anh Hoa là một nhân chứng rất quan trọng. Tôi mà giúp anh nữa, công việc của tôi cũng mất luôn đấy. Xin cô đấy. Để tôi. Đi thôi A Nhã. Cứ kệ anh ta. Đến ta tự ăn. Hôm qua không ngủ ngon, đau đầu. Hôm nay tôi muốn ngủ sớm. Đi. Đây là gì? Số 414 không nói lời điên rồ. Anh ta là thám tử thật, tên là Lâm Mặc. Trước kia còn tham gia phá vụ án mua sát Phật Tứ Diện ở phố Tàu. Thám tử thì sao nào? Thám tử thì không thể bị tâm thần phân liệt à? Tôi hầm canh canh rồi, ăn đi cho nóng. Cảm ơn. Đúng giờ lắm đấy. Lấy được đồ chưa? Cô không muốn tôi đi lấy ngón út, mà cô muốn nói cho tôi biết sự thật. Bây giờ có thể nói tôi biết được rồi chứ? Mọi thứ mà cô biết, bây giờ vẫn chưa được. Anh phải đồng ý làm cho tôi thêm một việc nữa. Cô nói đi, dẫn tôi rời khỏi đây. Nói về điểm tôi đoán được đã. Cô không những biết rất nhiều điều, mà còn trực tiếp tham gia vào vụ giết người, bao gồm cả nghệ sĩ Dương Cầm. Mang về đây cho tôi ngón tay út. Có lẽ hung thủ là hai người. Sa Mã cũng là một trong các hung thủ nhỉ? Hôm đó ông ta tấn công tôi, gần như là động tác theo thói quen.
Vết xí trên cổ của nghệ sĩ Dương Tầm cũng không phải sức tay của người bình thường có thể làm được. Bây giờ tôi tin anh là người có thể dẫn tôi ra ngoài rồi. Vậy là tổng cộng các người đã giết bao nhiêu người? Tôi tới đây 3 năm, không nhớ rõ nữa. Bao gồm cả số 321 à? Tôi chỉ cắn cô ta, không giết. Tại sao lại cắn đứt ngón tay của cô ấy? Cô ta bảo cô ta biết tôi giết người, đồng thời dùng điều này để uy hiếp tôi, làm việc mà tôi không thích. Hôm đó cô ta lại nói với tôi, đọc sách à? Tối nay sau khi tắt đèn, tới tìm tôi. Tôi biết cô đã giết người. Nếu cô không tới, nói về nghệ sĩ Dương Cầm đi. Số 399. Ở đây tôi biết ai là người bình thường, đặc biệt là dáng vẻ lén la lén lút mỗi ngày của ông ta. Không phải thám tử thì là cảnh sát. Vậy nên tôi luôn tiếp cận 399, rồi nói hết những gì tôi biết cho ông ta nghe. Đừng giả vờ nữa, tôi đã nói hết những gì tôi biết cho ông rồi. Tại sao lại nói cho ông ta biết? Tôi mong ông ta có thể dẫn tôi ra ngoài. Ngoại trừ cô ra, còn ai biết thân phận của 399 nữa? Đương nhiên là của anh ta rồi. Chuyện tôi biết sao mà giấu được mắt anh ta? Anh ta không giết 399 là bởi vì anh ta rất thích quá trình đùa giỡn người khác. Thế thì tại sao anh ta vẫn bảo các người giết 399? Tôi đoán là vì anh đã đến đây. Tại sao cô lại nghe lệnh ta? Anh ta đồng ý sẽ giúp tôi rời khỏi đây. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Bây giờ tôi không còn ôm hy vọng gì nữa. Vậy nên cô đã chọn tôi. Sau khi tôi ra ngoài, có thể làm nhân chứng cho anh, có thể khai tất cả mọi điều ở đây với cảnh sát. Tôi đã thử rồi, nhưng nơi này một cánh cũng khó mà thoát được. Anh biết bơi không? Bình thường thôi. Trên tầng 3 có một hành lang bỏ hoang đã lâu. Cái khó duy nhất là phải qua được cánh cửa cuối cùng. Chỉ khi chạm vào cảnh báo cháy thì mới mở được cửa. Bên dưới nơi cuối hành lang là một con sông. Sau khi vượt qua được đó thì chúng ta tự do rồi. Tầng 3 là khu văn phòng. Hình như cô rất quen thuộc. Dẫn tôi ra ngoài. Dẫn tôi ra ngoài, tôi sẽ nói cho anh biết anh ta là ai. Cô khát khao được ra ngoài thế. Thế giới bên ngoài hấp dẫn cô lắm sao? Có lúc sự khát khao của anh về một thứ gì đó không phải đến từ tình yêu. Tôi biết câu chuyện của cô. Câu chuyện của tôi rất tồi tệ. Cô không sai. Tôi sinh ra đã là sai rồi. Nhưng vấn đề là chẳng ai hỏi ý kiến của tôi cả. Cô muốn ra ngoài để giết hắn. Tôi không biết giết hắn có tốt hay không, nhưng không giết hắn tất nhiên là không được. Được, tôi hứa với cô. Sau giờ ăn trưa mai, tôi sẽ dẫn cô ra ngoài. Lần đầu tôi gặp anh ở đây, tôi đã tin anh rồi. Thank you.
con lên đi dập lửa. Dập lửa, dập lửa đi. Mau dập lửa. Mau ra ngoài. Ra ngoài. Không được đi bên đây. Mau đi. Không được trèo cửa sổ. Đừng bỏ cuộc, kiên trì lên. Tôi không phải kẻ điên. Tôi biết. Kẻ điên là họ, là viện trưởng. Răng rắc.